Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 6 tháng 10 năm 2021, thị trường giá cá tại các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ đang có dấu hiệu phục hồi. Cụ thể, cá tra thịt có giá từ 22.000 đến 22.500 đồng 1 kg. Giá cá tra giống size 30-35 con đang có giá cao từ 27.000 đến 28.000 đồng 1 kg. Giá cá lóc tại Đồng Tháp, An Giang và Trà Vinh ổn định, cụ thể cá lóc thịt hôm nay có giá từ 37 đến 40.000 đồng 1 kg, cá lóc giống size 500-700 con 1 kg giá 280 đến 300 đồng. Giá ít thịt khu vực Đồng Tháp An Giang đang có giá tăng mạnh từ 25 đến 26.000 đồng 1 kg, giá ít giống loại 100 đến 150 con 1 kg giá 400 đồng một con. Giá cá điêu hồng tại khu vực Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang, loại cá thịt 600g có giá từ 34 đến 35.000 đồng 1 kg, cá giống giá từ 23 đến 24.000 đồng. Cá thác lát tại Hậu Giang loại cá thịt 2-3 con 1kg giá từ 40 đến 41 000 đồng. Mời quý bà con tiếp tục theo dõi giá cá trê vàng, cá rô, rô phi, cá kèo theo bảng giá sau. Tiếp theo, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Bạc Liêu tăng nhẹ. Tôm thẻ size 25 con lớn giá 183.000 đồng 1 kg. Size 25 con nhỏ giá 180.000 đồng. Size 30 con lớn giá 150.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ giá 148.000 đồng. Size 40 con giá 131.000 đồng 1 kg. Size 50 con giá 110.000 đồng. Tôm thẻ size 60 con đang có giá 102.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá tôm sú oxy tại khu vực Bạc Liêu ổn định. Cụ thể số oxy size 20 con lớn giá 230.000 đồng 1 kg size 20 con nhỏ giá 220.000 đồng size 30 con lớn giá 190.000 đồng 1 kg size 30 con nhỏ giá 180.000 đồng size 40 con giá 150.000 đồng size 50 con 137.000 đồng 1 kg size 60 con giá 127.000 đồng Tôm số OxySize 70 con đang có giá 117.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Sóc Trăng, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tăng nhẹ. Theo đó, tôm thẻ Size 20 con đang có giá 236.000 đồng 1 kg. Size 25 con giá 180.000 đồng 1 kg. Size 30 con giá 150.000 đồng 1 kg. Size 40 con giá 129.000 đồng tăng 1.000 đồng. Size 50 con giá 111.000 đồng 1 kg. Size 60 con giá 102.000 đồng, tăng 1.000 đồng. Size 70 con giá 96.000 đồng 1 kg. Size 80 con giá 91.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con đang có giá 80.000 đồng 1 kg. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ. Giá tôm số hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích, xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.